Vâng, xin kính chào quý vị khán giả và các em đang đến với chương trình Ước mơ của em, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV đồng sản xuất. Và quý vị và các em thân mến, ngày hôm nay thì Mai Phương đã chọn ra được một lá thư rất là dễ thương, rất là đáng yêu của một người bạn nhỏ. Và cho Mai Phương được giữ bí mật, bởi vì bây giờ thì Mai Phương sẽ phải làm nhiệm vụ của mình trước đã, đó là liên lạc với hiệp sĩ của chúng ta. Xin chào hiệp sĩ. Alo hiệp sĩ, nghe đây. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ đây. Hiệp sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng ba lô túi sách này nọ chưa? Bởi vì ngày hôm nay thì Mai Phương nghĩ là hiệp sĩ sẽ phải có một chuyến đi hơi dài đó. Bây giờ Mai Phương đọc cho hiệp sĩ nghe ước mơ của bé là gì đi. Đây là ước mơ của bé Vũ Vĩnh Đại, năm nay 9 tuổi. Trong thư thì Vĩnh Đại chia sẻ như vậy: cô Mai Phương và chú hiệp sĩ ơi, con biết là muối là một gia vị rất là quan trọng. Mà ngoài ra thì muối còn như một loại thuốc nữa. Mỗi lần con bị viêm họng nè, là mẹ cho con xúc miệng nước muối. Ăn ổi thì cũng phải chấm muối mới ngon. Mẹ con nói là hạt muối rất gắn bó với con người, giống y như hạt gạo vậy. Nhưng mà hạt gạo thì được sinh ra từ cây lúa, còn hạt muối thì sinh ra như thế nào hả cô? Con rất là muốn tìm hiểu làm sao mà chúng ta lại làm ra được hạt muối. Cô Mai Phương và các chú hiệp sĩ giúp con với nhé. Cậu bé Vĩnh Đại này có vẻ rất là thú vị đây, và ước mơ này á thì cũng rất là ý nghĩa. Bây giờ hiệp sĩ sẽ nhận nhiệm vụ này. Bây giờ đã đến trước cổng nhà của bé Vũ Vĩnh Đại, thì chúng ta hãy vào xem bé của chúng ta như thế nào nhé. Con là Vũ Vĩnh Đại hả? Dạ. Chú là hiệp sĩ Chí Thiện đến từ chương trình Ước mơ của em. Tại sao con lại muốn tìm hiểu cái công việc làm muối này ta? Dạ, là vì công việc làm muối này con chưa có biết mà nó khổ kiểu nào. Không biết có khổ lắm hay không. À, con có biết là muối quan trọng đối với cơ thể của chúng ta như thế nào? Nếu mà mình ăn trái cây cũng phải cần muối nữa. Nếu mà mình không có muối á, thì mình không có xúc miệng cho nó khỏi bị ho luôn. Ờ đúng rồi. Làm mua nước muối xúc miệng nữa. Ừ cái đó nữa. Chú có một món quà cho con. Con biết chai này là chai gì không? Chai nước muối luôn chứ. Không, chai nước biển. Nước biển. Con tên gì? Em tên là Vũ Hoa Việt. Vũ Hoa Việt, năm nay con mấy tuổi? Em 7 tuổi. 7 tuổi hả? Ngày hôm nay á thì em con á có muốn đi theo anh làm thí nghiệm không? Dạ. Có muốn đi chơi với anh không? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thí nghiệm. Đây là nước muối. Đó. Bây giờ con biết là chú làm gì để làm gì không? Hai con có biết là chú làm gì để làm gì không? Để lát nữa nó thành sẽ thành mấy cái hạt muối khô. Làm sao mà nó thành được? Tại vì nắng nó vào sẽ rất là đông luôn. Con có biết mấy cái người mà làm muối á gọi là gì không? Diêm dân. Cái gì? Diêm dân. Rồi bây giờ mình cầm đây nè. Rồi mấy chú cháu mình ngồi đợi đi. Hay là bây giờ mình lấy lửa đốt vào cái tờ báo, sau đó nó khói á nó vào đây nó coi được không? Ừ rồi con thử thôi. Ở đây luôn nè. Nhưng mà kêu lửa. Coi chừng con. Con xích ra. Không biết thí nghiệm này có được không? Rồi cuối cùng thí nghiệm của cậu bé của chúng ta làm chỉ huy đã thất bại. Nước vẫn y nguyên. Con có thí nghiệm. Con thí nghiệm hả? Dạ, để con lấy cái dĩa đó đặt trên cái bếp, sau đó bật lửa lên, thử coi nó ra muối không. À, nãy giờ vậy mà chú cháu mình không nghĩ ra. Được. Rồi xong. Hai. À, thấy chưa? Gì mà nói. Lửa to với chú, lửa nhỏ thôi. Lửa nhỏ thôi. Lấy ghế ra đây ngồi cái đã. Chú, đây nè, con thấy cái này cái gì không? Con biết cái này gì không? Chú biết. Nó là cái gì? Muối. Đó. Nó bắt đầu bắt hết cái gì đó. Nhìn thử coi, muối ngon. Còn hay không? Ừ, nóng quá. Ý kiến của hai con. Con bao giờ con ăn muối nóng như vậy bao giờ chưa? Chưa. Mình làm liền đúng không? Lần đầu tiên mình được ăn muối nóng luôn á. Rồi bây giờ con có muốn đi coi thử mấy chú diêm dân làm muối thế nào không? Nhà muối.
Nhanh ta. Với ba mẹ Trương đi làm muối. Thế các con đi để ngoan nè. Dạ. Rồi xuống chia sẻ với các bác nông dân để biết được cái sự khổ cực của các bác nông dân làm muối nhá. Dạ. Rồi về để học tập và áp dụng cho cái cuộc đời của mình về sau. Dạ. Được dạ. chưa? Dạ. Dạ, con làm một bịch muối cho ba mẹ nha.